biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các bước hành động kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đã chính thức được công bố dễ thấy sự đối lập trong tâm lý của các sĩ tử lúc này vui mừng vì điểm cao mong ngóng điểm chuẩn đại học các trường lo lắng thất vọng vì kết quả không như mong đợi đặc biệt với những thí sinh chót đăng ký vào các trường tốt cao khi điểm thi lại ở tốt thấp vậy lúc này lựa chọn nào là sáng suốt điều chỉnh nguyện vọng khi thật sự cần thiết như mọi năm sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thí sinh sẽ có cơ hội để điều chỉnh nguyện vọng điều này sẽ tạo điều kiện để các bạn căn cứ vào năng lực của bản thân mà lựa chọn ngành học trường học phù hợp tuy nhiên thí sinh chỉ nên điều chỉnh nếu kết quả thi trung học phổ thông không vừa sức với nguyện vọng đã đăng ký trước đó ngược lại nếu điểm thi đáp ứng đủ thì nên chốt đơn ngay để không bỏ lỡ cơ hội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đợt tuyển sinh 2021, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 7 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Các bạn chỉ được thực hiện bằng phương thức trực tuyến trong khoảng thời gian quy định. 10 ngày này là cơ hội để các bạn đưa ra quyết định cuối cùng, vì vậy thí sinh cần cân nhắc và cẩn trọng khi thực hiện. Theo đó, thí sinh có thể chuyển đổi thứ tự các nguyện vọng thay đổi, bỏ bớt, bổ sung thêm nguyện vọng mới nhưng mà đảm bảo số lượng nguyện vọng không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Một điều lưu ý quan trọng khi điều chỉnh, thí sinh cần phải đảm bảo cung cấp chính xác các thông tin, đặc biệt là thông tin về mã ngành, mã trường. chẳng hạn nếu có nguyện vọng vào ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh nhập đúng mã ngành là 7340101 và mã trường là UEF. Nâng cao cơ hội chứng tuyển bằng học bạ. Xét tuyển đại học bằng phương thức học bạ đã không còn xa lạ với các thí sinh. Đây là hình thức được áp dụng phổ biến trong những năm gần đây. Nhiều trường đại học đã dùng phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông, rộng mở cơ hội vào đại học cho thí sinh cả nước. Điển hình như UEF năm 2021, trường xét theo 3 tổ hợp môn lớp 12 hoặc là xét theo điểm trung bình năm học kỳ trung học phổ thông. Thí sinh có thể đăng ký uh, cùng lúc nhiều phương thức để nâng cao cơ hội trúng tuyển vào 29 ngành học đang được nhà trường đào tạo. Với việc kết hợp nhiều hình thức xét tuyển không chỉ giúp các bạn tăng cao lợi thế cạnh tranh, mở rộng cơ hội vào đại học, trường học mình yêu thích mà còn an tâm hơn trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh. Nắm bắt cơ hội này, nhiều bạn đã trúng tuyển vào ngành học yêu thích, đồng thời lại nhận được các suất học bổng giá trị của nhà trường. Được biết, thí sinh trúng tuyển vào UEF bằng bất kỳ phương thức nào cũng sẽ được nhận những suất học bổng trị giá từ 25%, 50% cho đến 100% học phí. Ngoài đối với những ngành học xu hướng đang được đào tạo tại UEF như là công nghệ thông tin, thương mại điện tử, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, quan hệ công chúng, công nghệ truyền thông, quan hệ quốc tế, khoa học dữ liệu, quảng cáo, thiết kế đồ họa, tâm lý học thì các bạn có cơ hội nhận được học bổng doanh nghiệp 30%, học phí suốt 4 năm mà không cần điều kiện duy trì. Thực tế qua các kỳ tuyển sinh cho thấy, việc linh hoạt chủ động kết hợp nhiều phương thức xét tuyển cùng lúc sẽ giúp cho các thí sinh tăng khả năng trúng tuyển, con đường vào đại học sẽ trở nên rộng mở hơn, đặc biệt trong thời 5K, lựa chọn phương thức học bạ với lợi ích kép là bước đi thí sinh không nên bỏ lỡ.